Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án EAFE DeFi nhận token ADR nha các bạn. Tại hiện tại con token này đã list trên sàn JustSwap. Thì với giá hiện tại của con ADN này thì một ADN tương đương là 238 TRX, tương đương là khoảng 6-7 đô rồi đó các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ nhận được là 0.5 token ADN, thì tương đương với giá trị hiện tại của nó là 122 TRX, với so với USD thì khoảng 3 đô mấy. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn start the chat report. Tiếp theo thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào kênh Telegram channel cho nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta tiến hành join. Đợi mình tí nhé. Mình thoát bớt mấy nhóm này. Ok, sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh Telegram group cho nhiệm vụ thứ hai. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter. Chúng ta vào được Twitter. Trên Twitter thì các bạn tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở bài viết đã ghi mày này, các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn muốn chia sẻ, chúng ta chia sẻ làm một cách trực tiếp nhé. Các bạn tweet lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn vào nút chat. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút continue. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ tiếp theo nữa là ở nhiệm vụ Telegram group và channel thì chúng ta đã làm từ đầu rồi. Twitter, like và repeat là inbox thì chúng ta cũng đã làm rồi. Để mình kiểm tra lại thử sao nhé. Nhiệm vụ Twitter chúng ta cũng đã làm rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ còn hai nhiệm vụ nữa là join vào kênh channel và join vào kênh channel liên kết với dự án và Twitter liên kết với dự án. Thì chúng ta ấn vào sponsor channel này, này. Chúng ta ấn vào đường link này. Thì kênh liên kết với dự án hôm nay là kênh iDrop Blogspot. Các bạn tiến hành join vào nhé. Bạn nào chưa join thì join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter trang liên kết với dự án. Chúng ta ấn vào sponsor Twitter. Trên Twitter của iDrop Blogspot các bạn tiến hành theo dõi. Các bạn tiến hành theo dõi nhé. Sau khi theo dõi xong thì các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn một nút submit detach. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây và các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter, các bạn ấn về từng nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile, sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ở điền link profile Twitter, nhiều bạn có thắc mắc là tại sao mà sau khi các bạn gửi thì nó sẽ hiện ra một cái bài viết ở phần dưới đây. Thì nếu mà các bạn nếu mà không muốn hiện sau khi các bạn copy lại và các bạn dán như mình này thì các bạn tắt cái dấu x này đi. Thì nó sẽ không hiện nữa, thì nó sẽ không hiện cái bài viết đó nữa. Các bạn ấn vào nút dấu x thì nó sẽ tự ấy thôi. Thì sau khi các bạn điền lại link profile Twitter xong thì các bạn gửi cho bot nhé. Tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví Tron TRC20, địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Tron link giúp mình nhé. Trên ví Tron link thì các bạn ấn vào một reset. Các bạn ấn vào một phần reset. Các bạn copy cho mình cái địa chỉ ví TRX của các bạn lại. Hoặc là các bạn dùng ví Trust Wallet. Thì trên ví Trust Wallet các bạn copy lại cái địa chỉ ví TRX giúp mình nhé. Các bạn sao chép lại cái địa chỉ ví TRX giúp mình. Sau đó các bạn quay trở lại bot.
các bạn dán cái địa chỉ quý TRX của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, thì sau khi các bạn hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 0.5 token ADN. Các bạn sẽ thấy luôn trong phần balance của bạn. Các bạn có thể ấn vào status này để kiểm tra thôi, để kiểm tra thông tin của các bạn nhé. Và đây là link red của bạn, các bạn copy link red đi tiến theo bạn bè để nhận thêm token. Thì mỗi lượt red per các bạn sẽ nhận được thêm là 0.2 token ADN. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 0.5 token ADN từ dự án EIFI DeFi đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.